Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Quý vị thân mến, theo tử vi 12 con giáp tháng 1 năm 2023 âm lịch, vào ngày rằm tháng giêng, hai con giáp này sẽ gặp đen đủi đủ đường, công danh sự nghiệp không thành. Hung tinh cảnh báo không phá tài thì cũng tốn của, tiền làm ra ít nhưng chi tiêu lại nhiều, tình duyên gia đạo cũng không khác gì hơn, ảm đạm và chán trường trong các mối quan hệ. Vào ngày này chỉ cần bước chân ra đường, các bạn cũng cần chú ý cẩn thận, làm việc gì cũng phải suy xét kỹ lưỡng, và đó là các con giáp. Tuổi Tý. Xem tử vi 15 tháng 1 năm 2023 âm lịch, công việc của người tuổi Tý gặp nhiều trở ngại, hiệu suất sụt giảm, làm nhiều nhưng hưởng ít, sai sót liên miên, ảnh hưởng tới đường tiến thân. Tử vi chỉ rõ trong ngày hôm nay, khi xung khắc địa chi và nhiều hung tinh chiếu mệnh khiến gia chủ khó kiểm soát cảm xúc, dễ bị kích động, làm việc tùy hứng hay để cảm xúc lấn át. Nếu không cẩn thận, bạn còn có thể vấp phải họa tiểu nhân do chính sự nóng nảy của mình gây ra. Nhìn chung cơ hội phát triển sự nghiệp, mở rộng làm ăn trong ngày này sẽ không nhiều, nếu có cũng rất nhỏ và không đáng kể. Thậm chí đôi khi bạn còn vì ham chơi, thiếu sự tập trung mà bỏ bê công việc, dễ bị cấp trên nhắc nhở và khiển trách. Thầy Gia Cát nhắc nhở người tuổi này cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý là hơn, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình, đừng lo chuyện bao đồng, dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động của bạn đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến bạn vướng vào rắc rối, phiền phức không đáng có. Gia chủ cũng nên dành thời gian để bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn của bản thân để đến khi thời cơ xuất hiện, bạn đã ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt. Về vận trình tài lộc sụt giảm hơn hẳn so với thời gian trước. Việc kiếm tiền của tuổi Tý không được thuận lợi như bình thường, những áp lực và mâu thuẫn gia đình tăng khiến cho con giáp này căng thẳng và khó có thể tập trung, dễ mắc sai lầm, để tuấn mất cơ hội khỏi tay mình. Các hạng mục kinh doanh đều không đạt kết quả như mong muốn, thậm chí có thời điểm vốn bỏ ra khá nhiều nhưng lãi chẳng thấy đâu. Không những vậy, gia chủ có thể sẽ tốn tiền, hao của do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính tiền túi ra để đền bù, cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình. Nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Trong ngày này còn gặp sao hạn xấu chiếu mệnh nên đường tình duyên ảm đạm, người độc thân khó có cơ hội phát triển tình cảm cho dù bạn đã cố gắng rất nhiều. Thậm chí đôi khi sự nóng nảy bảo thủ của bạn còn gây phản cảm, tạo ấn tượng xấu với đối tượng bạn thầm mến nên tình cảm càng thêm bế tắc. Với những người đã có đôi có cặp thì gần như bạn không có nhiều thời gian dành cho tình yêu. Con giáp này mải mê với chuyện công danh, sự nghiệp cùng những thú vui của riêng mình mà quên hết mọi chuyện xung quanh. Bạn có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống của bạn. Bạn cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình với đối phương để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có, làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Đen đủi hơn là trong ngày, một số hung tinh kích phát suy nghĩ tiêu cực, tự ti khiến gia chủ có thể cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tuy nhiên, chỉ cần giữ trạng thái, tinh thần lạc quan và tích cực thì bạn sẽ dần tìm ra hướng giải quyết cho mọi việc. Bản mệnh cần giữ bình tĩnh mỗi khi giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn, đừng nên chủ động ẩu đả với người khác, dễ khiến bản thân mình bị thương. Bên cạnh đó, trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh cũng cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, cũng như thường xuyên vận động để có một sức khỏe tốt. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão. Những người tuổi Mão đa tài, thông minh, nhanh nhẹn, thích những điều mới mẻ, họ thử sức ở nhiều lĩnh vực và có khả năng thành công. Tuy nhiên, chính vì yêu thích sự tự do, không thích gò bó trong bốn bức tường hay an phận với công việc không áp lực, nhàm chán, nên con giáp này thường gặp nhiều gian truân, khó thành công khi còn trẻ. Tháng đầu năm Quý Mão 2023, người tuổi Mão gặp khá nhiều trắc trở, đối mặt với nhiều thử thách, đặc biệt là ngày rằm tháng giêng. Đó là ngày mà đường tài vận của người tuổi Mão gặp nhiều khó khăn trên mọi phương diện.
Xem tử vi ngày 15 tháng 1 năm 2023 âm lịch của tuổi Mão, do gặp hung tinh chiếu mệnh nên công việc không được thuận lợi và suôn sẻ cho lắm. Vào ngày này, áp lực trong công việc sẽ tăng lên gấp bội, tuổi Mão có thể bị cấp trên chèn ép, bị những người có quyền lực gây ấm ức, chịu sự quản thúc nghiêm ngặt. Khối lượng công việc lớn, cường độ làm việc không ngừng tăng cao, làm việc mệt mỏi, căng thẳng nhưng cũng không được khen thưởng, đãi ngộ đúng mức, khiến cho tâm tình buồn bực, áp lực cũng ngày càng lớn, có thể thúc đẩy con giáp này vượt khỏi nội quy mà chịu trừng phạt. Dưới sự tác động của hung tinh, những người tuổi Mão phải thay đổi liên tục suy nghĩ, ý tưởng trong công việc thì mới mong có thể khởi sắc được đôi chút. Sức cạnh tranh trong công việc tăng lên khiến đối thủ có thể giở trò, gây cản trở để loại trừ bạn. Mối quan hệ trong tập thể không tốt đẹp, dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi, đấu khẩu với đồng nghiệp, thậm chí có người còn bất đồng quan điểm với cấp trên, dẫn tới không khí làm việc căng thẳng, nhiều lời xì xào, bàn tán. Ngày này tài lộc kém, công việc không thuận lợi dẫn đến nguồn thu nhập bị hạn chế, tiền bạc làm ra ít nhưng lại phải tiêu tốn nhiều, khó tiết kiệm chi tiêu nhiều cho cuộc sống mà công việc làm ăn hoặc bị người khác lợi dụng. Có những thời điểm bạn tiêu tiền không cần suy nghĩ vì tính hiếu thắng của mình. Đây là một thói quen xấu mà bạn cần thay đổi càng sớm càng tốt. Tiền bạc kiếm bằng mồ hôi xương máu càng dần phải quý trọng và chi tiêu sao cho hợp lý. Nhắc nhở người tuổi Mão trong ngày hôm nay, đừng vì bốc đồng, kích động hay bất cứ lý do nào mà khiêu chiến với người có quyền thế, gây sự ở cơ quan hành pháp. Cũng đừng vì vi phạm quy định pháp luật, nếu không hậu quả tổn thất nặng nề sẽ chẳng kêu ai. Tuổi Mão ngày Giáp Ngọ có một ngày mới với đời sống tình cảm không sôi nổi, tác động của hung tinh có thể khiến bạn không có một kết thúc đẹp. Người độc thân có thể được giới thiệu cho ai đó, nhưng dễ vỡ mộng khi đối phương không như mong đợi. Phụ nữ tuổi Mão độc thân thời gian này nên thận trọng trong các mối quan hệ mới, đặc biệt chớ vội vàng với những người chưa tìm hiểu kỹ, nếu không có thể bị lợi dụng tiền bạc. Với người đã có gia đình nên cẩn trọng trong quan hệ với người khác phái, nếu không bạn có thể rơi vào tình cảnh tay ba, làm ảnh hưởng lớn tới hôn nhân. Sức khỏe của tuổi Mão vào ngày này ở mức trung bình, dù không có gì quá to tát xảy ra, tuổi này cũng không đạt được thể lực tốt như mong đợi. Bản mệnh phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, bệnh tật tiềm tàng, dễ vì bốc đồng mà bị thương, thời gian này dễ mắc bệnh về tim mạch, phong hàn, cảm cúm, có lúc bị tà khí xâm nhập khiến người héo mòn, khó bể chữa trị. Người tuổi Mão nên chú ý tập luyện thể thao đều đặn, ăn trái cây, rau quả để tăng sức khỏe, tránh xa những nơi không khí kém sạch, gây ảnh hưởng tới cơ thể, hạn chế tối đa thức khuya, uống đồ có cồn, cần chú ý tới bệnh về dạ dày, thận trọng khi lái xe. Tuổi Mão nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2023 dương lịch, là ngày Giáp Ngọ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là Sa Trung Kim, ngày thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Ngọ lục hợp mùi, tam hợp dần và tuất thành hòa cục, xung tí, hình ngọ, hình dậu, hại sửu, phá mão, tuyệt hợi, kỵ tuổi Mậu Tý, nhâm Tý. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta vừa tìm ra hai con giáp xui xẻo nhất trong ngày rằm tháng giêng. Quý vị có thuộc một trong những con giáp ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc là gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.